trong kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh, thì phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện nằm ở phần cuối của toàn bộ cuốn kinh. Đây cũng được coi là chỗ quy tụ viên mãn của toàn bộ cuốn kinh Hoa Nghiêm. Nội dung 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát đều quy tụ về thế giới cực lạc. Vì thế cuốn kinh văn này cùng với các bộ Phật Thuyết A-di-đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương được xưng tán là Ngũ Kinh Tịnh Độ, hàm chứa ý nghĩa sâu xa, thậm thâm vi diệu. Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thuở nọ, khi Đức Phật mới thành tựu ngôi chánh giác, Ngài thuyết pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng, nước Ma Kiệt Đà. Trong pháp hội lúc ấy có vị Phổ Hiền Bồ Tát nghe được chủng những pháp Phật mà Thế Tôn tuyên thuyết, khởi sanh cảm tình sâu sắc khó được, cho nên Ngài tán thán công đức thù thắng của Như Lai. Công đức của Như Lai. Giá như mười phương tất cả chư Phật Như Lai trải qua vô số kiếp nối tiếp diễn thuyết ca ngợi, cũng không có cách nào nói hết được. Nếu như muốn thành tựu viên mãn các công đức thù thắng ấy, thì phải nên chuyên cần tu tập 10 đại hạnh nguyện rộng lớn. Vậy 10 đại hạnh nguyện ấy là những gì? 1. Là kính lễ chư Phật. 2. Là xưng tán Như Lai. 3. Là quảng tu cúng dường. 4. Là sám hối nghiệp chướng. 5. Là tùy hủy công đức. 6. Thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Là thường tùy Phật học. 9. Là hằng thuận chúng sanh. 10. Phổ giai hồi hướng. Đại Thánh à, vậy thì nên lễ kính chư Phật như Hiện thế nào, cho đến tử phổ giai hồi hướng như thế nào? Thiện nam tử à, nói lễ kính chư Phật là như thế này: tất cả vô cùng vô tận pháp giới cho đến hư không giới, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn, nhiều như số cực vi trần, trong mười phương ba đời hết thảy cõi nước Phật xác, tôi xin dùng hạnh nguyện lực dũng mãnh của Phổ Hiền Bồ Tát, đều hết lòng tin và hiểu, xem như chư Phật đang đối diện trước mắt, dùng ba nghiệp thanh tịnh là thân khẩu ý mà thường tu tập và lễ kính cho đến khi nào cõi hư không hết, thì sự lễ kính của tôi mới hết được. Nhưng mà cõi hư không không bao giờ cùng tận, thế nên sự lễ kính của tôi cũng chẳng cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không hề gián đoạn, cả ba nghiệp thân khẩu ý không hề biết mệt mỏi. Lại nữa thiện nam tử à, nói xưng tán Như Lai là như thế này: tất cả vô cùng vô tận pháp giới cho đến hư không giới, trong tất cả mười phương ba đời cõi đất nước, có vô số vô biên các cực vi trần, mỗi mỗi đều có vô số chư Phật nhiều như số cực vi trần thế gian. Cứ mỗi cõi Phật lại đều có vô số Bồ Tát hải hội nhóm họp vây quanh. Tôi dùng sức thậm thâm thắng giải rộng lớn, xem như chư Phật đang đối diện trước mắt, dùng lưỡi vi diệu nhiệm màu hơn cả biển tài thiên nữ, để xưng dương tán thán biển cả công đức của tất cả đấng Như Lai, ca ngợi đến cùng tột đời vị Lai nối liền không dứt, tận khắp cả pháp giới không bỏ sót một mảy may. Lại nữa thiện nam tử, nói quảng tu cúng dường nghĩa là như thế này: tất cả tận pháp giới cho đến hư không giới, tôi dùng hạnh nguyện lực của Phổ Hiền Bồ Tát, hết lòng tin và hiểu, xem như chư Phật đang đối diện trước mắt, đều trọn dùng những thứ cúng dường thượng diệu để đem cúng dường.
Lại nữa thiện nam tử, trong tất cả cúng dường thì cúng dường pháp là tối thắng hơn cả. Cúng dường pháp có nghĩa là tu hành đúng theo lời Phật dạy, làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, giáo hóa nhiếp thọ chúng sanh, chịu khổ thay cho chúng sanh, không xả ly Bồ Tát đạo, chẳng thể rời bỏ tâm Bồ Đề. Lại nữa thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng có nghĩa là như thế này. Bồ Tát tự nghĩ rằng, tôi từ vô thủy vô số kiếp về quá khứ, đều do tham sân si khiến cho thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên các ác nghiệp. Nếu các nghiệp ác này mà có hình tướng, thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể chứa đựng được hết. Nay tôi đem cả ba nghiệp thanh tịnh, đối trước các Phật và chúng Bồ Tát khắp cực vi trần cõi nước trong Pháp giới, thành tâm sám hối về sau không tái phạm nữa, thường an trụ trong tịnh giới và các công đức thiện lành. Lại nữa thiện nam tử, nói tùy hỷ công đức nghĩa là như thế này. Tất cả tận pháp giới cho đến hư không giới, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai nhiều như vi trần trong mười phương ba đời tất cả cõi Phật sát. Từ lúc sơ phát tâm vì muốn chấn đặng nhất thiết trí mà siêng tu cội phước chẳng tiếc thân mạng, như là thực hành những hạnh tu gian khổ, viên mãn chủng chủng các môn ba la mật, thành tựu quả vô thượng Bồ Đề của chư Phật, cho đến nhập Niết Bàn, phân bố xá lợi tất cả căn lành, hết thảy các chủng loại lục đạo tứ sanh, mười phương ba đời tất cả thanh văn, cho đến bích chi Phật, hữu học cùng vô học, tất cả Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chí cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, quảng đại cung đức tôi đều xin tùy hỷ. Lại nữa thiện nam tử, nói thỉnh chuyển pháp luân nghĩa là như thế này. Tất cả tận pháp giới cho đến hư không giới, không thể nói hết vô số các cõi Phật sát, nhỏ như cực vi trần trong mười phương ba đời. Tất cả chư Phật thành chánh đẳng chánh giác nhiều như số cực vi trần ấy, cùng tất cả Bồ Tát hải hội nhóm họp vây quanh, tôi đều đem thân khẩu ý, ba nghiệp thanh tịnh, dùng mọi phương trước mà thiết tha khuyên thỉnh các ngài chuyển diệu pháp luân để giác đạo chúng sanh. Lại nữa thiện nam tử, nói thỉnh Phật trụ thế là như thế này. Tất cả tận pháp giới cho đến hư không giới, vô lượng vô biên chư Phật nhiều như vi trần trong mười phương ba đời tất cả cõi Phật Như Lai, nếu muốn thị hiện Niết Bàn, đến cả chư vị Bồ Tát thanh văn duyên giác bậc hữu học cho đến bậc vô học, thậm chí tất cả bậc thiện tri thức nếu muốn thị hiện Niết Bàn, tôi đều khuyên thỉnh các ngài đừng nhập Niết Bàn mà trụ thế lâu đời, làm lợi ích cho chúng sanh được an lạc. Lại nữa thiện nam tử, nói thường tùy Phật học nghĩa là như thế này. Như đấng Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở cõi Ta Bà này, từ lúc sơ phát tâm đã tinh tấn không hề thoái chuyển, đem bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, lấy máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu Di. Vì tôn trọng chánh pháp mà thân mạng không hề hối tiếc, huống chi là ngôi vua, thành ấp tủ lạc, cung điện, vườn, rừng, của cải, cộng với chủng chủng bao nhiêu khổ hạnh khó làm khác. Tất cả Phật sự như vậy, tôi đều theo đó mà học tập không có cùng tận. Lại nữa thiện nam tử, tôi nói hằng thuận chúng sanh, nghĩa là như thế này, là khắp cùng tận pháp giới cho đến hư không giới, gồm thâu tất cả các loài chúng sanh không có giống nhau trong mười phương sát hải, như những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có những loài y dựa vào đất nước gió lửa mà sinh tồn, cho đến tất thảy thiên long bát bộ, người hoặc không phải người, lại có loài không chân, hai chân, bốn chân và nhiều chân, loài có hình sắc,
không hình sắc, có tư tưởng, không tư tưởng. Hoặc loài chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng. Đối với tất cả các loài chúng sanh khác nhau như thế, tôi đối với họ đều tùy thuận cả. Tôi phụng sự đủ cách, cung dưỡng đủ cách, cung kính họ như kính thờ cha mẹ sư trưởng A-la-hán, cho đến như kính thờ Như Lai, đồng đẳng không có gì khác cả. Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, thì cũng chính là tùy thuận cúng dường chư Phật. Vì sao như thế? Bởi vì chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm bản thể, nhân vì chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ví như giữa chốn sa mạc hoang dã có cây thụ vương to lớn, nơi gốc cây ấy được rưới nước thấm nhuần, thì cành lá hoa quả thảy đều sum xê tươi tốt. Cây thụ vương bồ đề ở chốn hoang dã sanh tử rộng lớn như thế này, tất cả chúng sanh chính là gốc rễ, chư Phật Bồ Tát cũng chính là hoa quả, dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh, thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ và kết thành Phật quả toàn giác, mới có thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cho nên quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi lẽ đối với chúng sanh mà tâm bình đẳng, thì có thể thành tựu lòng đại bi viên mãn, dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh, thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai. Lại nữa thiện nam tử, nói phổ giai hồi hướng là như thế này. Từ sự kính lễ ban đầu cho đến tùy thuận tất cả bao nhiêu công đức, tất cả đều hồi hướng khắp tận cùng pháp giới, cho đến hư không giới tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc không các bệnh khổ. Muốn làm ác pháp, thấy điều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau được thành tựu. Đóng chặt các cửa của tất cả đường ác, mở bày khai thị con đường chân chánh, nhân thiên niết bàn. Thiện nam tử à, ấy là 10 điều nguyện lớn đầy đủ viên mãn của bậc Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi 10 điều nguyện lớn này mà tùy thuận tu hành, thì có thể thuần thục tất cả chúng sanh. Có thể tùy thuận đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể trọn đủ các hạnh nguyện hải của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Hoặc như có người dùng lòng tin tưởng sâu sắc, thọ trì đọc tụng nơi 10 điều nguyện rộng lớn này, cho đến biên chép một bài kệ 4 câu, thì liền mau có thể dứt trừ được 5 nghiệp vô gián, tất cả các loại khổ não, thân bệnh, tâm bệnh trong thế gian, cho đến tất cả ác nghiệp nhiều như số cực vi trong cõi Phật đều được tiêu trừ. Vì thế nên nếu có người trì tụng nguyện này, người ấy đi trong thế gian không bị chướng ngại. Người thiện nam tử này trọn đời được thân người, đầy đủ tất cả công đức như Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Lại thêm người này đến lúc lâm chung ở phút cuối cùng, khi tất cả căn thân đều hư hoại, khi tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, khi tất cả oai thế đều thối thất, duy chỉ có 10 đại nguyện vương này chẳng rời bỏ người ấy mà thôi. Trong tất cả thời gian, nó thường ở trước giảng đường. Người ấy trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc thế giới. Đến cực lạc rồi liền thấy Đức A-di-đà Phật,
cùng các ngài Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình hóa sanh nơi hoa sen báu. Được Đức Phật thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, đi khắp cả mười phương bất khả thuyết thế giới, dùng sức trí tuệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi Bồ Đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành bậc chánh đẳng chánh giác, giảng nói pháp màu vi diệu, có thể làm cho chúng sanh trong cõi Phật nhiều như vi trần đều phát tâm Bồ Đề, tùy theo căn tánh chúng sanh mà dạy dỗ, giáo hóa cho thành thục, cho đến từng cụm kiếp hải đời vị lai, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn. Hiện nam tử à, các chúng sanh kia nếu như có người hoặc nghe hoặc tin nơi nguyện vương rộng lớn này, rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người nghe, tất cả công đức của chúng sanh kia chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới biết được, ngoài ra không ai có thể hiểu thấu. Vì thế nên những người được nghe 10 điều nguyện vương này chớ sanh lòng nghi ngờ, mà phải nên lãnh thọ, thọ rồi nên đọc tụng, đọc rồi nên tụng thuộc, tụng thuộc rồi nên ghi nhớ luôn, cho đến biên chép vì người mà giảng nói. Những người như vậy chỉ ở trong một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, tất được phước báu vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não, cứu vớt chúng sanh khiến chúng được giải thoát, đều vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Trong tất cả mười phương thế giới, ba đời tất cả chư Như Lai, tôi dùng thanh tịnh thân khẩu ý, khắp lạy chư Phật không hề bỏ sót. Phổ Hiền hạnh nguyện uy thần lực, hiện khắp mỗi mỗi các Như Lai. Một thân lại hiện vô biên thân, mỗi mỗi lạy khắp vô biên Phật. Mỗi vi trần có vô số Phật, đều ở trong chúng hải hội Bồ Tát. Vô tận pháp giới cũng như thế, tinh sâu chư Phật đều đầy đủ. Nguyện đem vô vàng thứ âm thanh phát ra vô biên lời vi diệu, cho đến muôn ức kiếp về sau khen công đức sâu dày của Phật. Dùng các tràng hoa tối thắng diệu, kỹ nhạc, hương hoa cùng tàn lỏng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, tôi dùng cúng dường đất Như Lai. Nào là y phục, các thứ hương, phấn hương, hương sông đến cùng đèn đuốc. Mỗi mỗi điều vô số kể, tôi xin dân cúng chư Như Lai. Tôi dùng tâm thắng giải thoát rộng lớn, tin sâu hết thảy Phật ba đời. Rồi dùng Phổ Hiền hạnh nguyện lực cúng dường khắp tất cả Như Lai. Tôi xưa đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân ngữ ý phát sanh ra, tôi xin chí thành cầu sám hối. Mười phương tất cả chúng sanh, nhị thừa, hữu học và vô học, hết thảy Như Lai và Bồ Tát, nguyện xin tùy hỷ các công đức, các đấng soi đường mười phương, khi mới bắt đầu thành chánh giác, tôi đều thỉnh cầu hết thảy Phật, xin vì chúng sanh mà chuyển pháp luân. Chư Phật nếu muốn hiện Niết Bàn, tôi xin thành tâm điều mời thỉnh, cuối mong ở lại lâu đời, cho chúng sanh được nhờ lợi lạc, đem cung đức lễ táng cúng dường, cầu Phật ở đời chuyển pháp luân. Tùy hỷ sám hối thiện căn, xin hồi hướng chúng sanh Phật đạo. Tôi thường theo học với Như Lai, tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền. Cúng dường quá khứ các Như Lai, cũng như hiện tại mười phương Phật, và cả vị lai hết thảy chư Phật, tất cả ý muốn đều trọn vẹn.
tôi nguyện theo học ba đời chư Phật để mau thành tựu Đại Bồ Đề. Lành thay, lành thay. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng hàng thánh chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát diện nói pháp môn thù thắng, cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị như thế này. Lúc ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm bậc thượng thủ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong các vị Đại Bồ Tát cùng 6.000 vị tỳ kheo đã thành thục, Đức Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ trong tất cả các vị Đại Bồ Tát ở hiền kiếp. Di Lặc Bồ Tát trong số chư Đại Bồ Tát trú quán đảnh vị nhất sanh bổ xứ thì Đức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát làm bậc thượng thủ. Ngoài ra còn vô số chư Bồ Tát ở khắp nơi mười phương chủng chủng thế giới, tất thảy đều đến tụ hội. Trong hàng đại chúng thanh văn, Đại Trí Xá Lợi Phất Mộc Kiền Liên làm bậc thượng thủ. Maha Mộc Kiền Liên, Đại Trí Xá Lợi Phất. Còn có hàng trời người, các bậc chúa tể trong đời: Thiên Long Dạ Xoa Càn Thác Bà, Atula Câu Lôn La Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân Cộng Phi Nhân. Tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui mừng, đồng lòng tin tưởng tánh thọ phụng hành,